30 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Đinh Ngọc Hiếu, Tự Mập, sinh năm 1993, ngụ quận Thủ Đức và Hoàng Trịnh Giải, sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ điều tra, Hiếu, Mập và Giải chính là đối tượng cướp xe máy của ông Hoàng Quang Minh, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai vào rạng sáng ngày 18 tháng 7. Theo đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 18 tháng 7, ông Minh đi xe máy mang biển số 60B417920 trên đường Bạch Đằng để mua hủ tiếu. Lúc này, trên đường về nhà tới giao lộ Yên Thế, Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, thì ông Minh thấy Hiếu, Mập và Giải đang đi bộ nên hỏi thăm. Giải nói nhà bạn đóng cửa rồi, cho vào ngủ được không? Ông Minh nói, Giải ngồi đợi để chở Hiếu về công viên. Lúc này Hiếu áp sát từ phía sau ông Minh rồi dùng tay siết cổ nạn nhân để Giải cướp xe. Sau đó, cả hai nổ máy tẩu thoát. Từ trình báo của nạn nhân, đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân vào cuộc để điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Một băng nhóm có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân mô tả và chuyên gây án với thủ đoạn trên mà đơn vị này theo dõi rơi vào tầm nhắm của các trinh sát. Khai với công an, các đối tượng này cho biết cả bọn bỏ nhà đi bụi rồi tụ tập thành một nhóm tại công viên Gia Định, cần tiêu tiêu xài, chơi game, bọn chúng dí dao khống chế, yêu cầu các cặp tình nhân đem tâm sự trong bóng tối, đưa ví tiền, các tài sản có giá trị. Ngoài ra, các đối tượng này còn chọn các điểm đón xe buýt, công viên Hoàng Văn Thụ để gây án. Tính đến thời điểm hiện tại, băng nhóm này gây ra khoảng 14 vụ cướp tài sản.